Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019. Đến với bản tin hoa thịnh đốn gồm có tin quan trọng. Trong phần 2 là tiếng nói cử tri và phóng sự ngày gia đình. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tổng thống Trump gọi báo cáo của ông Mueller là lỗ bịch. Tổng thống Trump hôm thứ Tư nói rằng ông nghĩ báo cáo của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller là một sự lỗ bịch Tuy nhiên, ông sẽ không cản trở việc công bố báo cáo. Ông Trump nói, hãy để báo cáo này được phát hành để mọi người có thể thấy được liệu báo cáo có hợp pháp hay không. Dự tính ông Miller sẽ trình báo cáo cho Bộ Tư pháp để phát thảo lại những phát hiện trong cuộc điều tra gần hai năm qua của ông về nghi án Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ, sự thông đồng trong chiến dịch Tổng thống Trump và lạm quyền cản trở công lý. Ông Miller đã được yêu cầu phải viết một báo cáo bí mật giải thích các quyết định truy tố hoặc không truy tố sau đó, dựa trên tài liệu này, Bộ trưởng Tư pháp William Barr sẽ viết lại báo cáo riêng để trình lên Quốc hội. William Barr nói rằng, ông muốn công khai những phát hiện của ông Miller càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết cá nhân ông khinh bỉ báo cáo của ông Miller và không muốn đọc những phát hiện của cuộc điều tra. Chiến thắng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống ISIS có thể không bền vững trong một chiến dịch kéo dài 5 năm sau hai nhiệm kỳ tổng thống, Hoa Kỳ đã thả tổng cộng hơn 100.000 quả bom để tiêu diệt nhà nước Hồi giáo từ xưng ở Iraq và Syria. Thành công quân sự đã hạn chế phạm vi hoạt động nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tổng thống Trump hôm thứ Tư đã đưa ra một bản đồ màu để minh họa cho cái mà ông gọi là sự sụp đổ cuối cùng của IS. Cao điểm vào năm 2014-2015, IS kiểm soát một khu vực rộng lớn của Syria, Iraq quy mô ngang Anh quốc và tiến hành một loạt các cuộc tấn công khủng bố trên khắp thế giới. Còn quá sớm để tổng thống Trump tuyên bố thắng lợi. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy việc tái chiếm lại lãnh thổ do IS chiếm giữ mà minh chứng cho một cuộc chiến thắng ngắn ngủi. Trước đây quân đội Hoa Kỳ đã phải trải qua một kinh nghiệm như vậy. Năm 2001 sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 ở New York và Washington, Hoa Kỳ đã xâm chiếm Afghanistan, lật đổ chế độ Taliban cầm quyền chỉ trong vài tuần và đưa Amas Khazar trở thành lãnh đạo đất nước. Cuộc chiến dường như đã kết thúc. Hoa Kỳ chuyển sang Iraq tập trung vào Saddam Hussein, trong khi quân Taliban đang tập hợp lại. Cuộc chiến tại Iraq cũng tương tự. Quân đội Hoa Kỳ dường như đã trấn áp được cuộc nổi dậy của người Sunni tại Iraq vào năm 2011, sau 8 năm chiến tranh. Sau đó, lực lượng Hoa Kỳ rời đi để lại các tranh chấp giáo phái mở ra cơ hội cho IS Syria chiếm lấy phần lớn Iraq năm 2014. Tướng Lloyd Austin tại thời điểm đó cho biết, phần lớn người Sunni ở Iraq đã từ chối chiến đấu cho chính phủ khi IS chiếm Surafresh và giành quyền kiểm soát phía bắc và phía tây đất nước. Ông Austin nói họ đã cho phép, thậm chí tạo điều kiện để ISIS chiếm giữ đất nước. Sự đồng lõa của họ có nguồn gốc từ sự ngờ vực sâu sắc giữa người Sunni đối với thủ tướng Shia Nouri al-Maliki. Tổng thống Barack Obama, người gọi cuộc xâm lược Iran năm 2003 của Hoa Kỳ là một sai lầm, đã gửi một số cố vấn quân sự Hoa Kỳ đến Iraq vào mùa hè năm 2014 và thực hiện cách tiếp cận mới, huấn luyện cho người Iraq chiến đấu thay vì chiến đấu vì họ. Vấn đề hiện nay là làm sao hòa giải được các nhóm đối thủ trong nội bộ hai nước này dự báo lũ lớn đe dọa miền Nam Hoa Kỳ. Các nhà khoa học đang cảnh cáo lũ lớn có thể quét qua một phần các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ dọc theo hạ lưu sông Mississippi trong vài tuần. Cảnh cáo được đưa ra hôm thứ Năm trong một cuộc thảo luận của cơ quan National Oceanic and Atmospheric Administration về các dự đoán cho mùa xuân năm 2019. Cảnh cáo nhằm giúp các nhà điều hành và nhà chức trách khẩn cấp chuẩn bị cho trận lục. Các nhà dự báo cho biết tuyết tan nhanh ở vùng Trung Tây góp phần gây lũ lụt. Dòng chảy cuối cùng sẽ tràn xuống bờ vịnh. Lũ lụt dự kiến là một thảm họa cho vùng Mississippi. Phía Tây, các tiểu bang cận sông Mississippi đã bị ngập úng kể từ tháng trước. Các con đê bảo vệ cũng bị chìm ngập trong nước. Quanh Rolling Fork, nước dân từ các đầm lầy gần sông Mississippi vào cuối tháng 2 và cuối cùng tràn vào khu dân cư trong cộng đồng cách khoảng 40 miles về phía bắc của Vicksburg. Theo dữ liệu từ NOAA, lũ lớn đang diễn ra trong tuần trên sông Mississippi, gần một số thành phố phía nam bao gồm Arkansas, Nashville, Mississippi và Baton Rouge, Louisiana. Lần đầu tiên một phụ nữ được trao giải Abel, phụ nữ đã tiến thêm một bước trong lĩnh vực do đàn ông thống trị. Bà Karen Uenbeck đã giành giải Abel toán học cho công trình nghiên cứu về các phương trình vi phân của mình. Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Appel ông Hans Muntkas nói trong một tuyên bố, bà Karen Yulenbeck nhận Giải thưởng Appel 2019 cho công trình nghiên cứu giải tích hình học và lý thuyết trường chuẩn. Điều này đã thay đổi đáng kể diện mạo toán học. Các lý thuyết của bà là cuộc cách mạng hóa sự hiểu biết của chúng ta về các bề mặt nhỏ bé như những bề mặt được tạo bởi bong bóng xà phòng và những vấn đề vi mô tổng quan trọng, những chiều kích cao hơn. Karen Urenbeck là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Apple trị giá 6 triệu krono, 620.000 euro, 703.000 US. Được biết, bà Urenbeck nay đã 76 tuổi, là một học giả cao cấp của Đại học Princeton và là phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu cao cấp IAS Hoa Kỳ. Bà ủng hộ bình đẳng giới trong khoa học và toán học. Bà Urenbeck nói, tôi nhận thức rằng tôi là một hình mẫu cho người phụ nữ trẻ trong toán học. Tuy nhiên, hình mẫu là một định nghĩa khập khiễng. Tôi muốn các bạn học sinh hiểu rằng những người không hoàn hảo vẫn có thể thành công. Tôi có thể là nhà toán học nổi tiếng, nhưng tôi vẫn rất con người. Mặc dù vậy, giới giải thưởng Abel và Yulenbeck cũng chỉ là một phần nhỏ những phụ nữ đã giành được giải thưởng khoa học. Trong số 607 giải Nobel về vật lý, hóa học và y học từ năm 1901 đến 2018, chỉ có 19 người được trao giải là phụ nữ. Mercury đã chiến thắng hai lần, một giải về vật lý và một giải về hóa học. Ngoài bà Dương Beck, chỉ duy nhất một phụ nữ đã giành được giải thưởng toán học quốc tế Fields Medal năm 2014 là Maryam Mezakani của Iran. Bà qua đời vào năm 2017. Nhà toán học Alice Chan song Yung, một thành viên của Ủy ban Apple, chia sẻ, phụ nữ trong toán học là điều khá mới mẻ. Chúng ta cần thời gian để xây dựng những người hàng đầu cần phải có nhiều những người phụ nữ xuất sắc thực sự để cộng đồng toán học nhận ra và chấp nhận tài năng của phụ nữ cũng ngang bằng nam giới. Giải thưởng Abel được đặt tên theo tên của Neil Henrik Abel, nhà toán học người Na Uy vào thế kỷ 19. Giải thưởng được thành lập bởi chính phủ Na Uy năm 2002 để tôn vinh các công trình khoa học xuất sắc trong lĩnh vực toán, một lĩnh vực không có trong giải thưởng Nobel. thưa quý vị, chương trình bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phần hài sau phần thông báo và quảng cáo. Thông báo, ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới blogger Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi gặp gỡ thân mật với blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào lúc 1 giờ 30 trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2019 tại hội trường San John Vianney 4839 Southside Drive, Louisville, Kentucky 40214. Đây là cơ hội để blogger mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cảm tạ quý đồng hương đã quan tâm và góp phần tranh đấu cho tự do của cô, cũng như đã dành cho cô và gia đình những cảm tình nồng hậu. Nhân dịp này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng mong được chia sẻ những quan tâm về tình hình đất nước và những nỗ lực chung nhằm chấm dứt độc tài và bảo vệ chủ quyền tổ quốc. Ban đại diện cộng đồng người Việt Louisville và mạng lưới bloggers Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời. Mọi liên lạc xin gọi hành nhân 281-707-2632, Văn Trần 502-741-8338, Tuyết Đinh 502 419 5122 mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội Quán Âm lần thứ hai và hội chợ ẩm thực chày sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn. Địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland, 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng Hoa thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn. Email giácsontempo at gmail.com điện thoại số 240-360-7454. Thông báo, kể từ hôm nay cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2019, tại quận Fairfax, Virginia có dịch vụ khai thuế miễn phí cho những cá nhân hay gia đình có lợi tức năm 2018 từ 55.000 trở xuống. Khi đến các trung tâm khai thuế, xin quý vị cần mang theo các giấy tờ quan trọng của quý vị và người khai chung. Giấy tờ tùy thân có hình, thẻ an sinh xã hội hoặc số ITIN. Tất cả giấy tờ về lợi tức thu nhập, tờ kê khai tiền lời và cổ tức từ các ngân hàng. Mang theo chi phiếu không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai có chi phí cho các người phụ thuộc, tiền học phí, tiền lãi trả nợ mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, thẻ bảo hiểm, thẻ Medicare hoặc Medicaid trung tâm khai thuế miễn phí có nhân viên nói tiếng Việt. Fairfax Skill Short Center Annadale 7611 Little Riverton Pike, phòng 330 Annadale, Virginia 22003. Phục vụ vào ngày 26 tháng Giêng đến ngày 13 tháng 4 năm 2019, vào các ngày thứ tư và thứ năm từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Mọi liên lạc xin gọi ông James Hoàng Đỗ 703 533 5471.